Hello anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Thắng. Hôm nay là một cái chủ đề khá là thú vị luôn. Thắng muốn chia sẻ đến anh chị về cái khung gầm của những chiếc xe ô tô của mình. Thì trước mặt anh chị đây chính là một cái khung gầm rời nha, của chiếc Lăng 23. Khung gầm rời. Thì đối với xe anh chị thì nó sẽ có hai kiểu về cái khung gầm này, là khung gầm liền thối và cái khung gầm nó rời. Thì mỗi một cái kết cấu nó có một cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Như những chiếc xe mà 7 chỗ của Toyota như là Lăng này, hay là Innova, Fortuner, thì những cái xe đó sẽ được trang bị cái khung gầm rời như thế này. Là giữa cái thân xe và cái khung gầm đó, nó tách biệt với nhau. Còn như những chiếc xe đô thị như là chiếc Cross này, như bên hông anh chị thấy nè, rồi chiếc Vios Antis, là cái xe đó thì sẽ được trang bị cái khung gầm liền khối, là giữa thân xe và cái khung gầm chassis phía dưới nó liền với nhau chung một khối. Về ưu điểm đối với những cái chiếc xe mà khung gầm rời anh chị, thì nó sẽ, vì nó tách biệt với cái thân xe cho nên là nó sẽ ít cái tiếng ồn hơn. Khi mà chúng ta vận hành nó ít tiếng ồn từ cái mặt đường lên bên trong khoang lái. Rồi cái thứ hai nữa là nó dễ sửa chữa, khi mà nó bị hư hao vì những cái chỗ mối hàng này nè, người ta có thể dễ sửa chữa, hoặc là nó bị mục xét gì đó thì thay thế nguyên cái khung gầm luôn, thay thế nguyên cái khung chassis luôn, đặc biệt nhà máy. Rồi cái thứ ba đó là nó chịu được cái lực, nó chịu tải tốt hơn, chịu tải tốt hơn. Rồi cuối cùng là nó ít hư hỏng hơn so với những cái xe mà khung gầm liền. Tuy nhiên thì bên cạnh đó nó vẫn còn một số cái nhược điểm, như là nó vì cái khung gầm nó nặng quá cho nên nó sẽ gây tiêu hao nhiên liệu anh chị, tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Rồi nó hấp thụ xung lực kém á, cho nên khi mà xảy ra cái tai nạn thì nó nguy hiểm hơn so với cho cái người ngồi bên trong xe. Nhưng mà hiện nay thì nó cũng giảm thiểu cái phần đó rồi, những cái xe bây giờ nó cũng cái phần mà an toàn á, thì nó cũng trang bị nhiều cho nên chúng ta không có quan tâm lắm. Đó là về cái khung gầm rời nha. Còn như chiếc Cross này nè, là khung gầm liền khối anh chị. Liền khối thì cái thân xe anh chị để ý nè. Đó. Từ đây nó liền xuống phía dưới cái khung chassis bên dưới nè. Đó. Thì ưu điểm của những chiếc xe này là nó trái lại với cái khung gầm rời, là nó an toàn hơn, hấp thụ xung lực được tốt hơn khi mà xảy ra tai nạn á. Thì nó sẽ an toàn hơn so với người ngồi bên trong. Rồi trọng lượng nó nhẹ thì nó sẽ làm cho nó đỡ tiêu hao nhiên liệu nè. Nhưng mà cái nhược điểm nó là khi mà xảy ra tai nạn nó sẽ khó sửa chữa hơn so với cái khung gầm rời này, tại vì nó đi chung với nhau á. Rồi khi sửa chữa nó kéo nắng rồi lại nó cũng khó hơn, và nó chịu tải kém. Chính vì điều đó mà nó được trang bị lên những cái xe nhỏ như là chiếc Vios hay là Antis hay là Cora Cross, là những chiếc xe nhỏ. Còn như những cái khung gầm rời này thì sẽ được trang bị trên những chiếc xe Innova, Fortuner hay chiếc Lăng. Và thông qua cái khung gầm này anh chị cũng nhận biết được một số cái kiểm tra được một số cái đâm đụng tai nạn của xe nha. Ta để ý những cái mối hàng, những cái dấu định vị nè, lắp cái khung thân nè, coi nó có bị sửa chữa thay thế lại không, kéo nắng lại không, đầu trước, đầu sau, hai bên hông. Đầu trước chúng ta kiểm tra những cái này nè. Đó là một số cái chia sẻ, và anh chị nào đang có xe thì chúng ta có thể được dựa vào cái mẫu xe của mình đó, chúng ta có thể biết được xe mình nó thuộc vào cái kiểu khung gầm như thế nào, liền thối hay là rời, và ưu điểm và nhược điểm của chiếc xe mà anh chị đang dùng. Trên đây là một số chia sẻ của Thắng về một cái chủ đề khá là thú vị mà một số anh chị chúng ta dùng xe đôi khi chúng ta không để ý, chúng ta không biết. Một số kiến thức chia sẻ thêm cho anh chị để chúng ta nắm nha. Rồi anh chị có bất kỳ một cái thắc mắc gì về xe thì cần Thắng giải đáp thì có thể để lại bình luận bên dưới, và với hy vọng là tạo ra một cộng đồng thì anh chị chúng ta dùng xe, chúng ta hiểu về chiếc xe của mình, chúng ta lái xe an toàn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.